Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, được đăng tải trên trang báo mới.com, thanhniên.vn và tuổitrẻ.vn. Thành phố đầu tiên ở Việt Nam phát triển giao thông điện. Chiều qua 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tư vấn họp khởi động nghiên cứu kế hoạch phát triển giao thông vận tải bằng phương tiện giao thông điện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chuyển đổi giao thông điện không chỉ đơn thuần là thay xe xăng bằng xe điện, mà cần cả hệ thống hạ tầng đồng bộ như nguồn phát sạch, trạm sạc, bến bãi. Nếu chỉ sử dụng phương tiện điện, nhưng nguồn phát lại từ than hoặc những loại nhiên liệu hóa thạch khác, thì cũng không đạt được mục tiêu của dự án. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu để xây dựng cơ chế và phương án tổng thể cho dự án phát triển giao thông vận tải bằng phương tiện giao thông điện tại thành phố. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, tại thành phố Long Xuyên, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Đây là công trình có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên quốc lộ 91, đoạn qua thành phố Long Xuyên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, làm đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi đầu tư. Chính vì vậy, An Giang sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công, triển khai thực hiện dự án an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Đà Nẵng đứng đầu xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch, Hà Nội xếp thứ 6. Trong số 15 tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch được đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam, Đà Nẵng xếp hạng nhất. Tiếp đến là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Ba địa phương đứng cuối cùng trong số 15 địa phương được nghiên cứu thí điểm là Lào Cai, Bình Thuận và Cần Thơ. Lai Châu siết chặt kiểm tra hàng hóa dịp Tết tại cửa khẩu biên giới. Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cùng đó, lực lượng chức năng còn thường xuyên kiểm tra các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, khu vực chợ dân sinh nhằm đảm bảo thực phẩm, hạn chế xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Gói hỗ trợ 350.000 tỷ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Việc thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội với gói hỗ trợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã cơ bản đáp ứng được mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quốc hội. Đồng thời, Quốc hội cũng yêu cầu phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước của ngành y tế, đặc biệt là trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm công, hoạt động thanh tra, giám định, kiểm định chất lượng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để chủ động phát hiện và xử lý sớm các vi phạm, hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đến Ukraine trong lúc Nga chờ câu trả lời. Hôm 18 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Ukraine vào ngày hôm nay 19 tháng 1, trong lúc căng thẳng vẫn chưa dịu bớt tại biên giới giữa Ukraine và Nga. Cũng trong ngày 18 tháng 1, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cho hay đã mời Nga và các đồng minh của NATO tham gia nỗ lực đàm phán mới, mà theo ông sẽ tổ chức trong tương lai gần. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Lavrov đã nói rõ, chỉ có thể quay lại bàn đàm phán nếu NATO đưa ra câu trả lời xác thực cho Moscow liên quan đến yêu cầu NATO không tiếp tục mở rộng hoạt động về phía đông và ngừng ngay việc triển khai vũ khí gần biên giới Nga, là hạn chế nhập khẩu để khuyến khích sản xuất trong nước. Nhằm khuyến khích sản xuất một số hàng hóa nông nghiệp trong nước, chính phủ Lào đã quy định danh mục hàng hóa nông nghiệp cấm nhập khẩu, gồm 6 nhóm sản phẩm từ thực vật và 3 nhóm sản phẩm từ động vật, thủy sản. Ngoài hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng, biện pháp khuyến khích sản xuất nội địa cũng được tăng cường. Chính phủ tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích sản xuất, chế biến hàng hóa trong nước, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa các loại thông qua điều chỉnh kế hoạch, dự án thực tế thành hệ thống, việc tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường, để có thể tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Australia miễn phí xin thị thực cho sinh viên quốc tế. Thủ tướng Australia, Scott Morrison ngày 19 tháng 1 cho biết sẽ miễn phí xin thị thực dành cho sinh viên quốc tế và người lao động diện việc làm kết hợp kỳ nghỉ, để khuyến khích nhiều hơn nữa lực lượng này vào Australia. Trong bối cảnh đang thiếu hụt lao động trầm trọng do tác động của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Australia cho biết khoảng 150.000 sinh viên quốc tế đã được cấp thị thực để đến và học tập tại Australia.
Ông hy vọng việc miễn phí thị thực sẽ tạo điều kiện cho họ sớm quay trở lại đất nước này để tiếp tục học tập. Đối với những người lao động xin thị thực việc làm kết hợp du lịch, kế hoạch miễn lệ phí cho nhóm đối tượng này sẽ được thực hiện trong 12 tuần, kể từ ngày 19 tháng 1, với dự kiến sẽ có 23.500 người đang ở nước ngoài, đã có thị thực việc làm kết hợp du lịch, đủ điều kiện để đăng ký. Tiếp theo bản, mời quý thính giả cùng nghe gương người tốt việc tốt được đăng trên trang tiền phong.vn. Người dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ đi chợ không đồng sắm Tết sớm. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 vừa tổ chức phiên chợ không đồng cho người dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ sắm Tết sớm. Theo đó, mỗi hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc học sinh nghèo vừa khó sẽ được phát một phiếu đi chợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo nếp, đường, muối, dầu ăn, bột canh, mì. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cũng chuẩn bị túi đựng đồ, khẩu trang, cồn sát khuẩn cho người dân đi chợ đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ đi chợ không đồng sắm Tết. Ngoài phiên chợ không đồng, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 còn tặng 50 suất quà, 1 triệu đồng một suất, tặng cho các gia đình chính sách, gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tặng 200 lá cờ tổ quốc cho người dân. Quý thính giả thân mến, nhắc đến Động Phong Nha ở Quảng Bình không ai trong chúng ta lại không biết đến. Nhưng ít ai biết rằng phía sau trong lòng động còn có rất nhiều điều kỳ bí như một thế giới khác chưa được khám phá hết. Tiếp theo bản tin, mời quý thính giả cùng khám phá chiều sâu bí ẩn Động Phong Nha bằng kai ác vào ban đêm. Bài viết đăng trên trang báo mới.com. Thưa quý vị, năm 1995, Động Phong Nha được đưa vào khai thác du lịch. Từ đó đến nay hàng vạn người đã được chiêm ngưỡng những tuyệt tác của tạo hóa hình thành qua hàng trăm triệu năm với hệ thống sông ngầm, thạch nhũ tráng lệ và kỳ vĩ. Phong Nha trở nên hoang sơ kỳ vĩ, bóng tối và ánh sáng đan xen. Tiếng mái chèo khu nước hòa trong tiếng đập cánh của chim én, của hàng đàn dơi, tiếng tí tách kiên nhẫn của những giọt nước chảy qua hàng chục triệu năm, không khí trong hang mát mẻ rất dễ chịu. Càng vào sâu hơn bên trong vùng bóng tối, không gian của lòng hang biến đổi liên tục theo dòng chảy của nước, và kiến tạo địa chất từ trăm triệu năm trước. Lòng hang hẹp dần và trần hang như lùi lại tít trên cao. Ở vùng tối, các loài động vật càng kỳ lạ hơn, rất nhiều loài động vật sinh sống bên trong động mà không cần ánh sáng như cá, dơi, côn trùng. Giữa núi rừng Phong Nha, quay quần bên nhau thưởng thức các món ăn nướng nóng hổi, sau hành trình trải nghiệm chiều sâu bí ẩn hang động về đêm cảm xúc thật khó tả. Thưa quý thính giả, hồ băng Abraham là một hồ nước nhân tạo nằm dưới chân dãy Rockies, Canada. Vào mùa đông, nhiệt độ quanh hồ có thể xuống ở mức thấp nhất. Luồng gió lạnh di chuyển liên tục khiến băng trên mặt hồ luôn trong suốt, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo với những bong bóng mê tàn. Và đó cũng là lý do hồ Abraham trở thành một trong những hồ nước đóng băng đẹp nhất thế giới, thu hút một lượng lớn khách du lịch Canada mỗi năm. Phần cuối bản tin, mời quý thính giả khám phá thế giới qua bài viết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thực của hồ băng Abraham, Canada, để cùng cảm nhận nét đẹp của hồ băng Abraham. Thưa quý vị, hồ Abraham là hồ băng nhân tạo, được hình thành năm 1972 dưới chân núi Canadian Rockies. Hồ thuộc nhánh sông Saskatchewan ở miền Tây bang Alberta, Canada. Vào thế kỷ 19, hồ được đặt tên theo Silas Abraham, một cư dân của thung lũng sông Saskatchewan. Không chỉ là một khối băng trong suốt đơn thuần, hồ băng Abraham còn thu hút du khách nhờ lớp kiến trúc băng kỳ lạ phía dưới. Những lớp băng này hệt như những quả bong bóng sủi tăm lên rồi loang trên mặt hồ. Nhìn bề ngoài, hồ băng Abraham đẹp như tranh với mặt hồ trong xanh và phẳng lặng như gương. Đến mùa đông, những bong bóng đóng băng dưới mặt hồ tựa hàng nghìn viên ngọc trai mắc kẹt giữa lớp băng, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, kỳ ảo. Đặc biệt, khi mùa đông đến, nhiệt độ quanh hồ Abraham có thể xuống mức rất thấp. Luồng gió băng giá di chuyển liên tục khiến lớp băng trên mặt hồ trong suốt, tựa tấm kính nên mọi người dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng siêu thực ẩn bên dưới, chính là hàng nghìn bong bóng mê tàn đóng băng. Và nhờ hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo này, hồ băng Abraham trở thành điểm đến nổi tiếng cho những người thích khám phá. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm hồ băng Abraham là mùa xuân. Vào khoảng mùa này, lớp băng tuyết trong mùa đông đã tan ra. Những bong bóng sẽ bay lên khỏi mặt hồ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc kỳ diệu này, bởi chỉ cần một vết nứt những quả bong bóng xinh xắn ấy sẽ hòa tan vào không khí. Quý vị thân mến! Bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ.
ngày mai, 20 tháng 1. Thân mến chào tạm biệt.